could be us. So back to what I was saying. Could be us. Mỹ nhân đẹp nhất Bảo Thành Thiên từng tự tử vì tin đồn yêu xã hội đen. Khẩu Vũ Đình, mỹ nhân đẹp nhất series phim Bảo Thành Thiên năm 1993 đánh mất sự nghiệp và từng tự tử vì vướng tin đồn là bạn gái của đại ca xã hội đen. Bộ phim Hoa ngữ Bảo Thành Thiên do Đài Loan sản xuất năm 1993 được xếp vào hàng tác phẩm kinh điển sống mãi trong lòng khán giả. Phim không chỉ cuốn hút người xem với những vụ án ly kỳ, hấp dẫn mà còn bởi dàn diễn viên tài sắc. Bên cạnh ba diễn viên chính là Kim Siêu Quân, Hà Sa Kính và Phạm Hồng Yên, bộ phim Bảo Thành Thiên còn có sự góp mặt của nhiều mỹ nhân. Trong số đó, ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả chính là Khâu Vũ Đình. Khâu Vũ Đình tên thật là Khâu Phượng Hoa, sinh năm 1958 tại Đài Loan. Ở tuổi 19, cô thay một người bạn đóng quảng cáo và lọt vào mắt xanh của chuyên gia tìm kiếm tài năng. Từ đó, người đẹp chính thức bước chân vào làng giải trí. Con đường phát triển sự nghiệp của Khâu Vũ Đình không hề suôn sẻ, dù có ngoại hình và khả năng diễn xuất, nhưng cô không được đài truyền hình đài thị trọng dụng. Trong suốt 4 năm đầu quân cho đài này, người đẹp chỉ được tham gia duy nhất một bộ phim. Chán nản, Khâu Vũ Đình quyết định chấm dứt hợp đồng với đài thị vào năm 1983 và chuyển sang đài trung thị để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Đài trung thị nhận thấy Khâu Vũ Đình có tiềm năng ở lĩnh vực phim ảnh hơn là âm nhạc, vì vậy họ chuyển hướng cô sang đóng phim. Quyết định này hoàn toàn sáng suốt. Chỉ sau hơn một năm đóng phim, người đẹp họ Khâu đã vươn lên hàng hoa đán hàng đầu màn ảnh Đài Loan. Nhờ thế các hợp đồng quay phim tìm tới cô tới tấp. Chỉ riêng trong năm 1984, Khâu Vũ Đình đã tham gia tới 6 bộ phim. Cũng trong năm này, Đài Trung Thị dự định giao vai nữ chính Tiểu Long Nữ trong dự án Thần Điêu Đại Hiệp cho người đẹp. Tuy nhiên, do bố lâm bệnh nặng nên cô từ chối. Sau đó, vai Tiểu Long Nữ được chuyển cho nữ diễn viên Phan Nghênh Tử. Giai đoạn từ năm 1985 đến 1992, sự nghiệp của Khâu Vũ Đình phát triển ổn định. Năm nào người đẹp cũng có tác phẩm hot ra mắt khán giả. Sự nghiệp của Khâu Vũ Đình thăng hoa nhờ tham gia series phim Bảo Thành Thiên năm 1993. Nhiều vẻ đẹp dịu dàng và khí chất cổ điển, cô được chọn để diễn vai nữ chính trong 6 phần phim bao gồm Mỹ Nhân Ngư Người Cá, Sức Mộng Uyên Ương Hồ Điệp, Sinh Tử Luyến, Đỉnh Báo Ân, Song Đình Ký và Trạng Bằng Dục. Trong phim, Khâu Vũ Đình thường hóa thân thành các cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng có số phận trắc trở. Hầu hết các vai diễn của cô đều có kết thúc buồn, khiến người xem xót xa. Khi quay Bảo Thành Thiên, Khâu Vũ Đình đã 35 tuổi, nhưng nhan sắc của cô vẫn khiến cả chiều khán giả mê đắm. Cô được đánh giá là mỹ nhân đẹp và ấn tượng nhất trong phim. Thành công của tác phẩm này cũng đưa tên tuổi của Khâu Vũ Đình vang danh ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Sau Bảo Thành Thiên năm 1993, Khâu Vũ Đình tiếp tục gặt hái thành công với nhiều bộ phim như Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Huynh Đệ Có Duyên, Tần Bảo Thành Thiên 1995 và Tam Quốc Anh Hùng Truyện, Chi Quan Công, Vai Điều Thuyền. Cô cũng trở thành nữ hoàng quảng cáo xứ Đài khi có tới 300 hợp đồng quảng cáo trong và ngoài nước. Thế nhưng, sự nghiệp Khâu Vũ Đình bao năm gây dựng bỗng đổ sông đổ bể chỉ vì một tin đồn tình ái. Vào năm 1999, làng giải trí xứ Đài xôn xao tin đồn cô đang yêu đại ca xã hội đen. Ngay lập tức, người đẹp Bảo Thành Thiên bị công chúng quay lưng và tẩy chay. Scandal khiến hình tượng của Khâu Vũ Đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt hợp đồng quảng cáo của cô đều bị hủy bỏ. Không nhà sản xuất nào dám mời cô đóng phim. Sự nghiệp xuống dốc bị công chúng chế nhạo, chỉ trích vì tin đồn không căn cứ, Khâu Vũ Đình rơi vào khủng hoảng tâm lý. Đã có lúc cô tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu kịp thời. Sau khi khỏe lại, người đẹp quyết định rút lui khỏi làng giải trí. Từ một ngôi sao nổi tiếng, Khâu Vũ Đình đánh mất tất cả chỉ vì một tin đồn. Năm 2006, khi scandal lắng xuống, Khâu Vũ Đình trở lại đóng phim. Thế nhưng, người đẹp không thể tìm lại ánh hào quang đã mất. Không còn được đón nhận, cô chuyển hướng sang kinh doanh. Nàng Hiểu Liên của Mỹ Nhân Ngư mở một cửa hàng trang sức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, Khâu Vũ Đình đã kết hôn và có 2 con. Thế nhưng do mâu thuẫn tính cách, vợ chồng cô đã chia đôi đường. Sau khi ly hôn, Khâu Vũ Đình nhận trách nhiệm chăm sóc 2 con.
Sau nhiều năm, Khâu Vũ Đình trở nên bình thản khi đối diện với quá khứ. Nghĩ lại quãng thời gian khủng hoảng vì bị đồn yêu đại ca xã hội đen, Khâu Vũ Đình không còn tức giận nữa. Cô nói, điều quan trọng đối với tôi bây giờ là sống mỗi ngày thật vui vẻ.